Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang phối hợp cơ quan công an điều tra xác minh dấu hiệu kích sóng đất nền tạo sốt ảo ở ngoại thành Hà Nội sau các cuộc đấu giá đất ở hai huyện Thanh Oai và Hoài Đức. Trước sự việc giá đất bị đẩy lên cao vọt sau hai phiên đấu giá ở Thanh Oai và Hoài Đức, ngày 21 tháng 8, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết sẽ làm rõ dấu hiệu và chiêu trò trả giá cao tạo sốt ảo của một nhóm đối tượng tham gia đấu giá. Hai ngày trước, huyện Hoài Đức tổ chức đấu giá 19 thửa đất tại xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức. Hơn 500 khách hàng với trên 1.500 hồ sơ tham gia đấu giá. Trải qua gần 20 tiếng với 10 vòng đấu căng thẳng, toàn bộ các lô đất đã bán đấu giá thành công. Trong đó, lô cao nhất trúng với giá 133,3 triệu đồng một mét vuông, gấp khoảng 18,2 lần giá khởi điểm. Người trúng đấu giá sẽ phải bỏ ra gần 15,1 tỷ đồng. Bên cạnh lô đất trên, 11 lô khác cũng được thiết lập mức giá trên 100 triệu đồng một mét vuông. Hai lô đất có giá trúng thấp nhất tại phiên này là 91,3 triệu đồng mỗi mét vuông, cao gấp 12,5 lần giá khởi điểm. Trong danh sách trúng đấu giá có 5 người ở huyện Hoài Đức, còn lại đều đến từ các quận huyện khác của Hà Nội như Thanh Xuân, Cầu Giấy, Thạch Thất. Trước đó, ngày 10 tháng 8, 68 thửa đất tại khu ngõ 3, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai đã được đấu giá. Hơn 1.500 người với trên 4.200 hồ sơ hợp lệ tham gia. Lô LK0310 có diện tích gần 65m², có giá trúng cao nhất lên tới 100,5 triệu đồng một mét vuông, gấp tới 8 lần giá khởi điểm. 15 lô khác có khởi điểm từ 955 triệu đồng một lô đều đội giá lên hơn 7 tỷ đồng một lô. Đáng nói, trong danh sách trúng đấu giá chỉ có 2 người ở địa phương, phần lớn còn lại đến từ các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Thái Nguyên, nhiều nhất là những nhà đầu cơ đến từ huyện Mê Linh, Hà Nội. Một chi tiết đáng chú ý là ngay sau khi hai phiên đấu giá trên kết thúc, tại các thửa đất đấu giá, nhiều môi giới đã chào bán với mức chênh lệch hàng trăm triệu đồng so với mức trúng đấu giá. Đất nền quanh khu vực cũng có biểu hiện tăng theo sóng đấu giá, dù trong quý 2 năm 2024, giá đất nền bình quân ở huyện Thanh Oai chỉ ở mức 27-30 triệu đồng một mét vuông, còn ở huyện Hoài Đức cũng quanh mức từ 60-70 triệu đồng một mét vuông. Điều đó cho thấy, thông qua đấu giá đất đang có tình trạng thổi giá, làm giá. Đây là một cách thức gọi là tăng giá để bắn thông điệp cho những người xung quanh đến để mua những cái vùng xung quanh. Mà thực ra là cái nhóm đầu cơ này là người ta đã sở hữu từ trước, người ta âm thầm ta mua từ trước rồi. Và khi các người mua mà không để ý thì ta đặt tiền, ta mua bao nhiêu là họ cũng lãi rất nhiều ở đấy. Và họ bỏ luôn cái đặt cọc đi. Và như vậy là cái cách thức đấy là nó hủy hoại thị trường rất ghê gớm. Đánh giá về tình trạng này, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết công tác đấu giá đất do các huyện tổ chức theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, có vài phiên giá trúng cao vọt nên Sở chủ động nắm tình hình và phối hợp với cơ quan công an điều tra làm rõ các vấn đề có liên quan. Phải chờ một tháng nữa mới biết liệu có tình trạng bỏ cọc sau khi trả giá quá cao hay không. Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên Đài Hà Nội, kết quả của cuộc đấu giá đất tại Thanh Oai và Hoài Đức đang được môi giới, đầu cơ lấy làm thông tin để so sánh rồi tăng giá bán khu vực xung quanh. Chiêu trò trả giá cao tạo sốt ảo có thể gây ra rất nhiều hệ lụy, làm người có nhu cầu thật không thể mua đất ở do giá bị đẩy lên quá cao. Ngoài ra, khi giá đất bị đẩy lên cao, chính quyền có thể phải đối mặt với việc đền bù cao khi tiến hành giải phóng mặt bằng để làm các công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội,